Hello, cả nhà. Tối nay thì hơi trễ, tại vì hai chị em start từ lúc 7 giờ rưỡi mà tới giờ mới xong vỗ tay. Thì em và chị Kim Trần sẽ làm một bộ móng design với Black Hole Gel và làm với cách làm khác với bình thường Ngân làm. Cái này gọi là out of my box. Bình thường mấy anh chị thấy là em làm rất là hầu như là đơn giản mà bột nhiều. Hôm nay thì mình sẽ làm gel và làm thêm nhiều cái mẫu design nữa, giống như là cái Marble. Đó, hai chị em ngồi chơi, bởi vì nói làm nail mà có người ngồi chơi design là ngồi chơi hoài, không biết thời gian nhìn lại bao nhiêu lâu rồi, 2 tiếng rưỡi. Các anh chị nào thích cái mẫu này không? Hello Dương Sam, đây là mấy cái marble mình làm, và cái này thì làm dễ lắm, chỉ có cái là ngồi dọc phá tí xíu thôi. Lúc làm thì dễ, còn cái này là black hole nè, thì mình kết hợp black hole and marble. Còn cái này ok, tí xíu nữa em sẽ làm cho mấy anh chị coi. Cái này hồi nãy mình đặt tên là gì em quên rồi. Two First of ball, all. Gọi là gì? Dancing hole hả? dancing It's dancing hole. So khi mà để vậy nè, mình thấy nó có 2 lỗ đúng không? Một lỗ trên này, một cái lỗ tròn bên một cái lỗ bên dưới nữa. Và khi mà lắc cái tay qua vậy nè thì mấy anh chị thấy cái đường này nè, nó nhảy qua nhảy lại. So we call it dancing hole. Dễ thương không, nhìn nó là lạ. Hồi nữa mà kêu em làm lại cái dancing hole này không biết làm được hay không nữa. Còn cái này là cái black hole của mình. Black hole thì rất là dễ. Rồi bây giờ mình sẽ bắt đầu start nha. Và start từ bên này thì sẽ em sẽ phải đắp bột, tại vì hồi nãy giờ ngồi làm mình đắp bột mới có 1 bên nè. Hello mấy anh chị, giờ này không biết là có trễ quá không. Tối nay thì hơi trễ. Nó có bị out of cái mấy cái màn hình không chị? Ok. Màu mới và cái black hole thì trong cuối tuần, trong trong tuần vừa qua tụi em cũng đã ship ra cho mấy anh chị pre-order rồi, so hy vọng là mọi người sẽ nhận sớm vào đầu tuần này. Và tụi em gỡ ship ra theo cái order list á, thì sẽ finish luôn trong thứ hai thứ ba này để cho mấy anh chị có để mà làm. Rồi đây em sẽ bắt đầu em đắp bột ha. Cái này là tay móng dài thì mình làm bằng cái tip cái extra long pointy tip, cho nên là nó đã hầu như nó cũng đã xếp cho mình sẵn rồi, mình tiết kiệm được thời gian hơn nhiều. Này chỉ gắn lên và đắp thôi, không cần phải giũa nhiều nữa. Nãy là em phải cắt ngắn xuống tí xíu tại cái móng này nó dài hơn, cắt ngắn xuống tí xíu thì mình khi mình cắt ngắn thì mình phải giũa cái shape lại. Nãy là mình khi vào là bắt mình pick ra màu cam đúng không chị? Hai chị em ngồi pick ra màu cam cho mùa four, nhưng mà làm hồi cái chọn 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 hồi ra thành màu xanh lá luôn mấy anh chị. Từ fall mà đi chuyển sang spring luôn. Bên em giờ này 10 giờ. Rồi mình để cục bột lên rồi mình thả nó vào chính giữa nè. Thắp thắp cái lấy thêm liquid vào trong cọ, thắp cái cuticle cho nó tròn. Cho nó tròn và nó nằm đều xuống. Rồi sau đó thì mình sẽ vuốt. Ồ, và em quên nữa là cái tip này mà mấy anh chị nào mua muốn refill lại thì bên mình có cái size refill luôn cho mọi người dễ xài ha. Bây giờ xài cái tip này em thấy mọi người xài nhiều lắm. Nó tiết kiệm được cái thời gian cho mình nhiều. Người phải ngồi cắt với lại nó không được thẳng. Chị nhìn túi em ngồi làm nè.
phải núp xuống ngồi làm móng mà nhìn là hơn trộm vậy đó, núp xuống cái lỗ rồi nhìn ngược lên. Mấy anh chị biết là khi mà ngồi làm live á, mình ngồi mình làm nhiều khi làm xong quẹo xương sống luôn, là vậy set up cái camera mà nó chỉ cần lệch tí xíu thôi là ngồi niễn đã luôn á. Rồi mình để cái bột nó chảy bên trong móng ha, lo cái cuticle xung quanh vuốt cho nó mỏng cho nó đều trước đi, rồi bắt đầu đi vào đi xuống móng hai bên vuốt cho nó đều vào. Vuốt hai bên đều vào chính giữa nè. Thế là đắp móng dài mà dễ không? Thiệt là em mê đắp móng dài hơn là móng ngắn. Thả cho bột nó chảy cho đã đi. Đó, thả xuống đó. Rồi bắt đầu mình lo cái cuticle. Để em coi coi, nãy giờ em thấy mấy anh chị bỏ comment vào nhiều quá mà em không có đọc được. Dạ chị, cái tip này của mình nó hello anh già. Cái tip này của mình nó dài sẵn, nó point này sẵn và nó có luôn cái size lẻ để cho mấy anh chị mua refill lại á. Đó, thả cục bột xuống để đó. Lo cuticle thôi. Bột nó nằm đó thì nó cứ nằm, nó không có chạy đi mất đâu mà mình sợ. Mình lo cuticle của mình cho nó tròn đều, nó đủ bột ha. Nó nằm xuống xong rồi bắt đầu mình quay lại mình vuốt. Chính giữa thì mình nương tay, hai bên thì mình ôm vào. Vừa ôm vừa vuốt, vừa ôm vừa vuốt như nè. Đó. Ôm vào hai bên vuốt xuống, ôm vào hai bên vuốt xuống. Nó có số mấy vậy? Dạ cỏ số 10. Cái này đang đắp 12. Rồi nó xông ra cái móng vậy nè. Cái này là cho mấy anh đắp là thần chú ôm vuốt, mà mấy anh cứ đắp móng dài là ôm vuốt thoải mái. Cái tip hả chị, em nhớ một hộp của nó đó, tại trước đây thì là 18 mà bây giờ cái hộp của nó em nhớ là xuống cỡ 14 rồi. Khi mà nhiều người order thì cái đồ của mình cái giá của nó sẽ giảm xuống cho mấy anh chị, đó là đặc biệt bên Neo Shop. Thì mọi người mua càng nhiều thì cái số lượng mỗi lần tụi em sản xuất ra nhiều quá thì cái giá của mình sẽ giảm xuống cho mọi người dễ mua. Rồi sau đó mình quay lại mình giũa, thì khi đắp 5 ngón tay á, đa phần là quay lại giũa nó sẽ vẫn còn ướt tí xíu, cho nên là trong thời gian mà nó còn ướt thì mình sẽ nói chuyện vài câu. Đây là cái mẫu tối nay mình sẽ làm, và trên này thì em không biết là mấy anh chị nhìn được trên này nó có mấy màu. À, trong này thì em sẽ xài hai màu xanh, một màu xanh lợt, một màu xanh đậm, màu tươi hơn á, một màu trắng, mà trắng này là không phải trắng tinh nha, trắng của American White. Rồi màu đen đi bên trong. Ôi trời ơi, điện nó hở ra hàng chi, nãy giờ nó ngồi nó giật tê 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 mà không biết là cái gì. Cái cọng dây điện sạc điện mà nó giật tê 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 mà không biết vụ gì. Rồi mình đi kèm với cái titanium gold và cái black hole gel on the side để nó có tí xíu effect, nó đi chung với cái ngón chính giữa. Còn chính giữa này của mình thì cái black hole mình lắc nó ra vậy nè. Để mình tắt cái đèn, tại vì black hole nếu mà mình để hai đèn thì nó không có ra được màu rõ cho mình. Rồi giờ mình sẽ bắt đầu ha. Quay lại bên này mình giũa đi.
Công nhận là cái điện bên Mỹ nó giật đã ghê á. Nó không có giật mạnh, nó giật tê 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 nhẹ nhẹ mà nó giật hoài, không biết vụ gì ngồi làm mà tê quá. Điện Việt Nam nãy giờ chắc em ngồi em cười luôn rồi đó. Kim biết điện Việt Nam mà phải không? Ở bên này mình xài là 110 đấy, 110. Việt Nam mình xài 220 double, cho nên nó strong lắm, nó giật là hút vô luôn á. Hello, mấy anh chị mới vào. Thiệt là nếu mà móng dài vậy mà cho em ngồi đắp mà không có làm lai á, đắp ra một móng, một bộ móng cỡ 20 phút, 25 phút là chuyện rất là bình thường. Khi mà mấy anh chị làm mà mình lấy bột mình vuốt cho nó đủ nước quen á thì mình sẽ không phải cần giũa nhiều quá mà mình đắp nó cũng nhanh hơn nữa. Nên em nói hoài là ai mới tập bột thì tập lấy nước, lấy bột cho nó đều trước. Rồi sau đó tự nhiên cái mình quen cái mình vuốt nó rất là nhanh. Giờ quay lại bên đây mình làm nhanh quá cái bột nó vẫn còn ướt luôn mấy anh chị thấy không? Cho nên là giũa chưa có được mạnh tay. Giũa trắng chị Jenny này mình đang không có giũa trắng mà em có cái giũa màu vàng em quên đem ra cho mấy anh chị coi. Cái giũa đó giũa đã hơn, giũa trắng này nó mòn nhanh hơn. Cái giũa kia nó mai em cho coi đi. Nó màu vàng mà mình giũa mình rửa lại được luôn. Nó không có bị hư. Tại vì cái đó là cái top quality của nó luôn, best quality cho nên là nó không có màu trắng. Em sẽ ráng kiếm cái ráng request cái màu trắng cho ai thích màu trắng á. Màu màu trắng một số cái mình giũa cái nó hay bị, nhất là đắp bột màu màu đỏ, màu đen, màu đậm á, cái nó bị dính lên cây giũa luôn à. Rồi sau đó thì mình sẽ giũa cái cuticle ha. Em biết nó có đủ khô để giũa này chưa? Dạ em đang xài liquid của Journal chị. Em đang đắp bột clear của Journal và liquid của Journal luôn. Sau khi mà mình đắp mà bên dưới mình đẩy lên vậy đó thì cái cuticle của mình nó rất là mỏng, nó mỏng sẵn vậy luôn nè. Mình chỉ thấy cái móng thiệt của người ta luôn chưa? Sau khi mình thấy móng thiệt mình sẽ không có giũa nữa để tránh trường hợp là khách quay lại mình làm bị lủng cái đường lai trên cái móng người ta đó. Cho nên tới mình vừa thấy cái móng thiệt của khách là mình ngưng. Để em giũa xong cái cuticle em quay lại em cho coi, tại vì cái móng này nó cũng chưa có totally dry để mình giũa cái shape nữa. Trong trong cái phần móng thiệt á thì nó khô nhanh hơn tại vì nó có cái body temperature. Còn bên ngoài á, thì nó sẽ khô lâu hơn tí xíu. Nếu đắp 10 móng thì mình quay lại mình khỏi phải đợi, còn cái này là đắp 5 móng thì mình làm nhanh quá. Em chỉ có design là lâu thôi à, còn đắp bột với giũa sáp thì em làm nhanh lắm. Hợp trước trong tiệm làm nhiều khi mình đâu có không phải muốn giành khách với thợ mà chạy, ít khi nào làm mà chạy lắm. Nhưng mà tới mấy cái mùa mà đông khách đó, tháng 2 á, mấy mùa thuế á, làm là em làm hai bộ, làm nhiều khi thợ làm mới con bộ và đắp bột nhanh quá cho nên thảy qua cho mấy anh chị khác ngồi design, để design hoặc sơn hoặc hép người ta đắp bột xong rồi mấy anh chị rửa sáp, mấy anh chị sơn rồi mấy anh chị tiết kịch đi. Đây em đang xài cái Natural Clear. Em xài cái liquid này nè. Nhưng mà nước bên em, chị Loan ơi, chị Loan nhắn tin vào trong Nail Shop cái order của chị giùm em đi, tại vì em không có biết, em không có nằm bên khâu ship. Cho nên chị nhắn vào cái nhân viên họ help chị track coi cái order của mình tới đâu á. Em nằm bên khu vực customer service là mấy anh chị gọi vào mà cần tư vấn sản phẩm á là sẽ gặp em. Còn bên sale có nhân viên khác và bên shipping thì có nhân viên khác. Mà khi mà chị nhắn tin vào Nail Shop thì người ta sẽ track ra cái order.
Và người ta báo cho chị là tới đâu. Vậy không có chi chị Tracy. Rồi bây giờ mình quay lại mình coi coi nó đã nhọn đủ hay chưa. Chị Kim thì thích móng nhọn, thiệt nhọn luôn vậy đó. Để về mà ông xã có lộn xộn là chết với Kim. không biết Kevin có trên like không nữa. Chị cũng nhẹ thôi. Sorry. Này mà Kevin lộn xộn là Kevin chết với Kim. Là móng mà ăn ốc không cần tâm là mấy anh chị biết rồi đó, chỉ cần lấy cái móng chọt một cái là dứt ra nguyên con ốc á. Nói ốc mới nhớ ở Florida sướng lắm nha mấy anh chị, ai mà có tâm hồn ăn uống mời về Florida ở. Bên này ốc ốc bu ốc đắng gì có hết bên Florida. Xưa mấy tiểu bang khác mình thèm mấy đó, về bên này là có hết. Hello chị Trang. Mai chị Trang lên hả? Mai hay là mốt? Đem chừa chị Trang sẽ sắp hết nữa rồi. Black Hole Gel sắp hết nữa rồi mấy anh chị. Tụi em vừa ship ra xong cái pre-order là chuẩn bị hàng sắp hết nữa rồi đó. Cho nên ai mua là nhanh tay em thôi, nó hết. Rồi, vậy là xong. Mình sẽ... Ok, cái móng này còn bên dưới nó chưa thẳng. Kim đang thắc mắc hai cái lỗ đó là hai cái lỗ gì. Anh nói làm nail này của mình vui lắm, nhiều khi mình làm ra nhiều cái design mà mình phải ngồi mình thắc mắc hoài cái design này là cái design gì. Khi buffer mà để sơn treo quá thì em hay buffer bên hai cái góc hai bên này nè. Lật qua hai cái góc hai bên vậy nè, cho nó mướt xuống, khi mà mình sơn treo nó sẽ không có bị thấy cái khớp. Dạ tụi em đang ship đèn LED ra cho khách hàng luôn đó chị Sandy. Mấy khách mà pre-order là tụi em cũng đang ship ra luôn á. Sometimes bị bong bóng à. Theo em á, thì em nghĩ là mình lấy cái nước chưa có đủ, cho nên là cái bột nó chưa có được thấm đều quá chị, thì nó sẽ bị cái bột khô nó sẽ làm thành cái bong bóng. Kim nghĩ làm sao? Dạ không có đủ, mình chưa đủ liquid đó chị, lấy thêm tí xíu liquid nữa chị, nhúng cây cọ cho nó ướt thêm chút xíu. Thường thả bột đi không có bong bóng, còn mình tháp nhiều quá nó cũng bị. Mình tháp mình dở lên đúng không? Thì nó thành cái lỗ trống, nó sẽ thành bong bóng. Thả nó xuống. Dạ chị order thì chắc khoảng thứ 3, thứ 4 là họ sẽ ship ra tới cái order của chị về cái đèn LED light đó chị Cindy. Bây giờ là đang có in stock rồi, nhưng mà tụi em đang ưu tiên ship cho khách pre-order á. Cho nên là tụi em vẫn chưa có... Những cái order mới thì khoảng thứ 3, thứ 4 này tụi em mới ship ra tới. Ồ, nhắc tới đèn mới nhớ có một chị muốn order 10 cái chưa chụp hình em gửi qua mà em lưu bu có mấy cái hàng mới restock cho nên em chưa gửi ra nữa. Hello chị Linh. Hello chị, khỏe không chị? Cái này em dũa cho nó ôm tí xíu thì kim này thích nhọn, thiệt là nhọn. Cho nên là dũa vậy nè, cho cái móng nó ôm gọn lại nó đẹp hơn. Dũa bằng máy mà dũa cái đầu này nè, em thấy là nó dễ bị mòn cái đầu lắm, cho nên mấy cái này là chữa bằng tay thì nó ra cái đầu nó nhọn nó đẹp hơn. Trời, Hứa Văn Cường, hello. Mỗi lần mà Cường vào đọc tên á là nhớ tới hồi xưa coi bộ phim mà mê từ
Bà ngoại cũng mê rồi mẹ cũng mê mà. Tới mình lúc đó có mười mấy tuổi mà cũng mê luôn, anh Hứa Văn Cường đó. Mỗi lần mà thấy Cường là nhớ tới hồi xưa à. Sao hồi xưa mê trai dữ không biết. Rồi. À bây giờ mình sẽ sơn đen ha, để làm cái black hole thì mình sẽ sơn đen và mình làm design luôn. Thì em sẽ xài cái Pure Black. Móng dài này có loại dài hơn không? Chị, móng này nó dài hơn này. Nó dài tới đây nè. Em cut xuống bớt cho chị Kim á. Nó dài hơn nữa. Tại mai đi giũa cho nên là nó dài quá. Giũa không được, khách nào lộn xộn phốt cho một cái. Nó dài hơn đó chị. Race hả? Đọc là Race đúng không? Chị Kim. Cái tên tên chị đã đọc sao? Race Lý hả? Dạ, em đang giũa là 100, 180. Lúc nào em cũng xài hai size khác nhau hết á, để đôi khi mình cần nó mịn hơn á, nhưng mà 100. Nó có dài hơn mà nó có refill luôn các chị. Trước đây mình không có refill, mình mới có refill size đây. Nên anh chị nào mà đó mua mình chưa có refill thì bây giờ có rồi ha. Refill lẻ. Trời, sorry, tiếng Anh của em dở lắm. Cho nên em đọc đại. Nhưng mà được cái là dở mà không mắc cỡ nha. Dở mà không hề mắc cỡ. Đọc đại, nói đại đi. Khách hiểu, hiểu, không hiểu thôi nói lại. Không hiểu thì người ta chỉ mình. Cho nên qua Mỹ tới giờ em đâu có đi học tiếng Anh đâu. Nói đại, nói chuyện với khách hàng đại. Rồi đọc giấy tờ, đọc sách đồ này kia để học thêm thôi. Mà đa phần là học từ khách. Cho nên là em biết là mấy anh chị mà ở Việt Nam mới qua tâm lý mình ngại lắm. Ở ở tại Việt Nam mình nói mà sai cái hay bị cười cười, cho nên là mình ngại mình không dám nói. Nhưng mà em nói là qua Mỹ rồi là bỏ hai từ mắc cỡ ở lại Việt Nam. Và đây là cứ nói đại đi, không có gì mắc cỡ chứ, mắc cỡ không biết tiếng Anh cái mình lỗ. Phan đại. Phan mà nói mà phan đại khách không hiểu thì bắt đầu tới quơ. Xài động từ to be không hiểu thì nhảy qua động từ to quơ là tự nhiên khách không hiểu rồi. Ở đây có hai chị em với chị Kim. Em á thì đọc tiếng Anh được, còn Kim là không đọc tiếng Anh. Ủa không đọc tiếng Việt được, em đọc tiếng Việt được. Cho nên anh chị nào mà comment vào tiếng Việt là Kim coi như là cái mời em cười thôi đó. Được chút chút. Đúng rồi chị, là nói đại đi. Làm nói dối có thể xóa nhòa tất cả hả? Không vậy chứ em nói chuyện khách khách lại thích mình, không mình không có biết nói á, nhưng mà mình cứ nói thiệt cái gì mình nghĩ ra từ từ khách họ feel được. Dạ có chị, có nằm trong hộp đựng luôn nha chị. Hôm trước Ngân bị thợ nó quay à, hôm nào lâu lâu em hay bị lên cơn. Em cũng không biết là hôm nào. Nói chứ làm thì nhiều khi bị bức xúc này cái kia. Nói là thôi. Nhưng mà nói thì cũng phải lựa lời em nói. Em thấy nhiều người nói vậy nè. Tới giờ giận lên chửi người ta sùm trời đất. Chửi cho đã, chửi tầm bậy bạ. Nói hết, chửi thề, chửi tục, chửi gì cho đã. Xong cái quay sang nói: trời ơi, tánh tôi thẳng lắm. Tôi chửi, tôi nói rồi thôi, tôi không có để bụng. Ừ đúng rồi. Chửi người ta cho nên mình không có để bụng. Người ta để bụng. Nên em nói nhiều khi mình giận mình bức xúc cái gì mình cũng phải suy nghĩ trước khi mình nói, nhất là họ thầy làm chung nhau á. Trước đi làm nhiều người chủ vậy, tới giờ giận lên cái nói nặng nói nhẹ nói cho đã, xong cái quay lại nó chờ em đừng có buồn chị nha, chị giận chị nói vậy thôi chứ chị không có để bụng. Nó lớn rồi nói phải suy nghĩ chứ phải không mấy anh chị.
cho nên lâu lâu em cũng lên cơn em la làng vậy thôi, nhưng mà ra cũng suy nghĩ không có đụng chạm tới ai. Anh Cường hỏi em bữa giận gì không nhớ giận gì luôn á, không biết là do mình không để bụng hay là do mình giận nhiều quá nên mà không biết là giận vô gì. Đây là cái màu đen của mình nè, nó solid, nó dễ thương. Sơn là nằm yên tại chỗ không có nhúc nhích. Giờ tới em làm black hole em chui đi đâu để em làm ta? Giờ sơn không em đã chui xuống cái lỗ nhỏ xíu để nằm để nhìn rồi nè. Rồi. Đó rất là solid ha. Hồi nãy á, mấy anh chị biết là mới rút kinh nghiệm của chị Kim nè. À, cái ngón cái thường mà một khách móng mà dài quá đó, 10 10 khách là em đã bị hết cỡ 7 8 khách rồi, mà hầu như đèn nào cũng bị luôn, từ xưa giờ xài nhiều hãng đèn mà đèn nào cũng bị. Nó bị hỏng khô góc bên đây nè. Rồi nhiều khách mà cái tai họ bự nữa đó. Nó đã dài rồi nó bự nữa, cái nó nằm vậy nè, rồi cái đèn nó đuôi luôn, nó không có chiếu được, nó bị nhăn bên, nhất là màu đen. Thì Kim mới chỉ em là mua cái xem cái đèn nhỏ đó mấy anh chị. Rồi đem ra mình khia cái ngón đó. So very good idea. Billy lại nói là lời nói không có tiền mua lựa lời mà nói cho lòi tiền ra. Đúng rồi, bởi vậy tại sao mà nhiều em trẻ đẹp mà nói mà mấy anh cứ lòi tiền ào ào, ký check ào ào là vậy đó, phải không? Không biết tiếng giống như người câm điếc. Dạ đúng rồi, lúc mà một năm đầu em nhớ em mới qua năm đầu á, y như người câm vậy đó, mà mình bực lắm nha, trong khi tánh mình thì nhiều chuyện hay nói lắm, nói chuyện với khách suốt à, mà mình mới qua cái mình như người câm, trong đầu mình đã nói rồi mà cái miệng mình không nói được. Cái đầu đã nói mà cái miệng không nói được, cho nên là thấy khách mà vừa mở miệng ra trả lời là bắt đầu chạy đi kiếm người này người kia lại giúp. À, em đắp lê trước chị, rồi đây là xong cái nền của mình ha. Sâu để mình làm cái ngón à, vậy bây giờ mình làm ngược lại đi chứ hả chị, cái này mình cũng khách ai giống bên kia luôn hả, nhìn nó boring quá không, hay là muốn marble ngón này, marble ngón này, cái black hole vẫn là nằm ngón này đi ha, ngón giữa luôn ha. So you can ask your customer is This that is really? I was like, why are you pretty? Yes. Rồi em sẽ xài chai số 4 của Black Hole Gel ha. Thì mình có 6 màu à, em sẽ xài màu số 4. Rồi bắt đầu. Nãy giờ em có thấy nhiều người comment, nhưng mà giờ em sẽ tập trung để em làm cái xong rồi hồi nữa lúc mà hơi đèn cái mình nói chuyện tiếp ha. Chứ đem thôi là em ngồi trên này với anh chị 2 tiếng rưỡi giống như nãy giờ hai chị em ngồi làm luôn á. Rồi black hole gel móng mà càng ngắn mình làm cái lỗ nó ra nó càng càng dễ, móng dài thì cái lỗ mình làm nó ra nó khó hơn tí xíu, nhưng mà nó vẫn không phải gọi là khó. Ở đây là mình có 2 cục 500, mình để xa nha, lúc mình nói chuyện mình để xa. Thì em đã đánh dấu rồi, cái này lúc mà mình tháo ra nó dính cái keo sẵn á, tháo trong cái cục này ra nè thì nó dính keo sẵn, cho nên là mình cứ cầm là để mà mình làm dấu luôn. Đẩy bên trái qua, ở bên phải chứ quên, rồi đẩy bên trái lại. Nói chung là mình phải đẩy hai bên để cho nó dồn vào chính giữa trước. Rồi sau đó mình sẽ lấy cái chai này mình để xuống dưới. Bây giờ mấy anh chị nhìn, oh my god em không thấy đường. Thấy không? Ok, Đấy, rồi xuống chắc được đường. rồi. Rồi ở trên này nè, mình sẽ cho cái mặt này quay ra ngoài ha. Hồi nãy cái mặt này quay lên trên đúng không? Giờ cái mặt này quay ra ngoài mình đẩy xuống. Mình thấy cái đường sáng nổi lên chưa? Khi thấy cái đường sáng nổi lên, nó bắt đầu mình lấy cục này nè, mình đẩy dưới đây đẩy lên. Đẩy lên dồn nó lại.
dùng nó lại thành cái lỗ này, thấy chưa? Mấy anh chị thấy cái lỗ hình tròn không? Buông ra. Rồi cái này em sẽ đẩy cho nó xích xuống tí xíu, tại mình làm marble bên trên á, cho nên cái này mình có thể mình đẩy nó vào tí xíu nữa cho nó xuống đây một chút. Úp. Ok. Khi mà hai cái mà nó lỡ dính lại đó là nó sẽ đẩy cái hai cái vòng tròn lại một chỗ. Nên bắt đầu mình có thể mình phải quét cái cọ lại nè. Sorry. Mình không cần lấy keo, mình không có cần lấy cái treo thêm, mình chỉ cần quét cái cọ lại thôi. Vẫn đẩy ra bên bên trái vào ha. Sau mình cho cái lỗ nó xuống chính giữa móng á, hồi nãy mình làm nó hơi cao. Rồi. Giờ đi nè. Từ trên nó hơi tối không mấy anh chị? Từ trên đây mình kéo xuống, mình thấy nó có cái đường sáng chưa? Kéo xuống chút nữa tới khoảng chính giữa đi ha. Rồi bắt đầu mình để dưới này lên. Đó, anh chị thấy nó ra cái lỗ chưa? Cái lỗ này mình chỉnh lớn nhỏ bằng cách mình cho nó lại gần lại. Đó. Thấy nó có cái lỗ chưa? Mình lắc nó sẽ ra mà. Cái lỗ này nó được hơn rồi nè, nó nhỏ hơn nè. Mình lắc nó sẽ ra màu giống vậy. Hello chị Ngọc. Rồi ở bên đây mình có thể mình đẩy cái này vào tí xíu nữa, nó hơi bị xéo góc này. Cho nên mình đẩy góc này vào chút xíu nữa cho nó tròn lại. Rồi cho flat here. Hơ đèn nhẹ ăn cái. Dạ chị Phương Trần, 200 mình free shipping. Một set của nó 6 màu em nhớ là 79 đồng. Nó kèm theo 500 và sample. Ồ chị Phương Trinh ơi, chị nhắn tin vào trong nail shop giúp em đi. Khi mà bỏ đèn vào đó chị, khi người ta thiếu cái dây short trong đó đó, chị gọi vào đi rồi nhân viên họ gửi ra cho chị cái dây short. Dạ chị Ngọc Sơn lớp đen trước chị. Và đèn á thì em cũng lưu ý mấy anh chị luôn, nếu mà mấy anh chị mà trước đây thì mình có của hãng ONS, hoặc là đèn đèn của mình thì mình có bán của Cheolis và mình có bán của Kirsky. Thì tất cả các đồ điện, mấy anh chị mua đồ điện nào cũng vậy nha. Mua về thì trong đó nó có cái warranty card á, cái phiếu bảo hành, giấy bảo hành á, thì mình fill out cái đó mình gửi về hãng để được cái bảo hành của hãng. Còn nếu mà mua của bên Journal thì mình không cần, tại mấy anh chị gọi vào tụi em đã có cái order number, ngày nào mấy anh chị order thì tụi em đã có rồi, thì cái bảo hành đó mua trực tiếp của bên Journal thì nó dễ hơn. Đó, mấy anh chị thấy cái lỗ nó ra đẹp không? Rồi cái ngón này thì mình sẽ làm marble, cho nên là quay sang ngón này, ngón giữa đi ha. Mình sẽ làm thêm một cái lỗ nữa. Đồ ngón đeo nhẫn chứ. Oh. Short video on ring finger on pinky. Ring finger. What's it look for? Charger. The charger. Đây. Lúc qua bên kia đi, đem ra bên này bị điện giật. Oh my god. Trời ơi. Vô vô được không? Để em ghi cho. No, I got it. Ok. Sao mấy cái tape mà dán lại chị ha? Không để ý luôn á. Cái dây charge của iPhone đó, mấy anh chị biết nó hay bị, ngay chỗ cái khớp nó hay bị nứt bể ra đúng không? Cho nên bể ra cái ngồi nó giật tê làm hoài, ngồi vừa làm mà điện giật tê không biết tại sao. Rồi bây giờ mình sẽ để, sau khi mà mình đẩy hai bên vào á, làm cái này mình quen tay nó làm ra nhanh lắm mấy anh chị. Nhớ là cái mặt này là cái mặt dán ở bên trong cái cục 500. Hai cục này sẽ dính lại nhau. Mặt dán bên trong thì khi mà mình lấy ra đó thì cái mặt này nó sẽ hút với mặt này, đúng không? Đó, mặt dán bên trong này nè, nó có cái keo nè.
So, mình nhớ cái mặt này giùm em luôn ha. Khi mà để hai bên thì mình sẽ cho cái mặt này lật lên. Và khi mà đi cái đường sáng từ trên xuống á, thì mình sẽ cho cái mặt này nó đi về hướng khách hàng. Và cái mặt không có cái gì hết á, nó đi sẽ đi về hướng mình. Rồi bây giờ mình sẽ kéo nó xuống nè. Rồi cái ngón này em sẽ làm cái lỗ bằng tròn đi ha. Sẽ xài cái đầu tròn. Thì trước tiên là mình kéo cái này xuống đây đi, cho nó lên cái đường sáng trước đi ha. Mình chỉ thấy cái đường sáng nó nổi lên chưa? Nè. Kéo lên kéo xuống nó thấy cái đường sáng này ha. Rồi bắt đầu đi cái cục tròn đi lên. Để cho nó dồn lên trên. Nó ra thành hai cái lỗ. Ngồi niễn bên cho nên nó ra cái đường tròn nó cũng niễn nè. Mình đẩy lại nè. Nó cho nó ra cái đường tròn nằm chính giữa. Rồi. Mọi người thấy xung quanh này nó có cái đường sáng rồi đúng không? Ở trên đi xuống nè. Nó sẽ có cái đường sáng ở trên rồi để mà nó move. Đó, thì cái cách này là cách mà mình làm thành hai cái lỗ đen mà nó đi nguyên cái móng dài của người ta luôn. Mình có thể design kèm vào thêm. Hoặc là mình có thể làm tròn theo kiểu đơn giản là tròn theo kiểu này. Thì khi mà khách lắc nó ra thì có lỗ thì cái này là black hole. Và cái này nó gọi là dancing hole, là hai cái lỗ nhảy qua nhảy lại. Ok rồi mình sẽ cho hơi đèn ha. Chị Phương ơi, em không biết là bên đó là ở đâu, chị tiểu bang nào? Nếu để ngược thì đẩy nó bị đẩy ra, nó bị loang ra, nó không thành cái lỗ. Chị xem đi. Dạ đúng rồi, mình sơn màu đen là màu nền. Cái bây giờ cái em đang xài cái đây ha, em đang xài cái này, cái Clear Sky. Thì cái này em nhớ 100 mấy ta, 169, 69, 170 gì đó. Còn cái mà khách đang pre-order là cái của Plasma Light á, thì cái đó 120 à. Hai ngón không hả, mình có thể lấy khách cỡ 8 tới 10 đồng chị, tại cái này mới á, cho nên là cái nào mà mới thì có thể là trong vùng của mình có một mình hoặc thêm một hai người nữa có là maximum, thì mình có thể lấy nhiều hơn. Rồi bây giờ mình sẽ làm marble đi kèm ha. Thì ở đây á, em có cái hộp treo, mình có thể lấy cái hộp nhựa hay là cái stone cái gì cũng được. Và ở đây là em có tất cả những cái màu treo, màu xanh xanh này, xanh gì giống như xanh ngọc đậm, một cái tươi, một cái lợt, một cái màu không có màu vàng đúng không chị Kim, một màu một cái màu American white và một cái màu đen. Hai cái xanh, cái trắng với cái Và mình cần cây cọ. Cây cọ này thì mấy anh chị nên lấy cây cọ ombre brush á, mình làm nó dễ hơn. Cây này á, thì em đang xài tại không có cái ombre brush ở đây cho nên em sẽ ăn xài cây này, nó hơi bị to. Cây này là cây cọ của hybrid gel, nó hơi bị to và dày cho nên khi mình pick up nó sẽ khó hơn. Sau mình xài nên xài cái cây ombre brush, nó sẽ mỏng hơn. Rồi ở đây thì em sẽ đi cái gel trước ha. Cái này mình đi nhiều luôn đi, tại mình làm nhiều ngón lắm, mình sẽ đi dài từ trên xuống dưới luôn, tại mình làm cho nhiều ngón cho nên là mình đi vậy mình khỏi mất công làm thêm nhiều lần, hơi xuyên cho nên nó vậy. Rồi ngón này cũng vậy, kế bên này cũng vậy, mình sẽ đi cái màu American white hoặc là white white nếu mà mấy anh chị muốn. White white thì mình phải biết là nó sẽ trắng hơn. Rồi kế bên đây là mình sẽ đi cái màu xanh lá lợt hơn. Rồi mình đi thêm cái màu trắng nữa vào ha. Và thêm cái màu xanh lá đậm nữa. Bên ngoài.
Rồi chủ yếu của mình sẽ là màu xanh trắng, và bắt đầu mình sẽ chèn màu đen vào nè. Cái màu trắng của mình là American White thì mình có thể mình đi nhiều một chút để cho nó đủ để nó nổi nha. Bây giờ mình đen thì mình đi cái Pure Black. Đen thì nên đi ít thôi, tại vì đen đi nhiều quá thì nó bị nuốt hết mấy màu kia luôn á. Mình đi cái đường sọc chính giữa thôi nè. Mình thêm cái đây phải không chị? Ừ, cái bên ngoài hả? Ok. Ủa đúng không? Rồi. Bắt đầu mình lấy cây cọ để mà mình pick up nó lên ha. Sâu hơi rung. Rồi bây giờ mình sẽ lấy cái này mình đẩy đại nè. Và mình sẽ đi. Mình sẽ thả cái treo này ra nha. Ở dưới đây mình cũng sẽ đi từ bên hông đi xuống. Bên hông này đi vô. Rồi lấy thêm một miếng nữa. Bên hông này đi vô. Em để vậy nè, nó có bị distract không ta? Rồi mình lấy thêm một miếng nữa đi vào ở bên trên nè. Như cái màu xanh mình lấy cho cái màu xanh đậm nó nhiều để cho nó tươi á. Rồi bắt đầu tới lúc này á, thì mình sẽ để cái hộp đó qua một bên đi. Mình sẽ phải lấy treo bớt ra từ chỗ này nè. Mình sẽ để cái tay vào để lấy cái treo bớt ra, tại nó sẽ bị dư, nó bị dày và bị dư hai bên, cho nên để cái tay vào lấy bớt cái treo ra, mà để mặt dưới thôi nha, để cho cái treo nào dư thì nó đi ra thôi, chứ mình đừng có vuốt nó thì nó sẽ bị hư luôn á. Nên là mình để cho nó tự loang ra thành những cái đường vân, mình chỉ lấy cái treo ra bớt đi, nó đừng có bị dày quá trên mặt nó thôi. Mọi người nhìn thấy rõ không, sao tối nay nó bị, nó giống như nó không có focus lắm hả mấy anh chị? Để em chỉnh lại tí xíu đây cho mình dễ nhìn hơn nhé. Rồi, cái ở trên này cũng vậy, nó sẽ dư treo. Thì mình sẽ cần cái cọ, có thể là cái cọ 3D hay là cọ gì cũng được, để mà mình lấy bớt cái treo bên hông ra nè, để cho nó đừng có lem vào trong cái cuticle. Rồi, sau đó khi mà mình thấy nó có cái hộp xoàn, pick hộp xoàn của em đâu ta? Ok. Mình thấy chỗ này nó có cái đường chỉ màu đen này đúng không? Thì mình có thể mình đi thêm cái đường chỉ màu đen, mình kéo nó ra. Mình phải áp thêm vào cái đường chỉ màu đen. Mình bỏ vào một tí xíu treo ra đây. Rồi bên ngoài á. Áp thêm cái đường chỉ đen từ trong này nè. Để mà mình dẻ vào cho nó có cái vân. Nó có cái vân màu đen đi vào. Dễ cái lúc nó ướt luôn á. Nhìn cho nó nổi lên. Sau đó mình sẽ bắt đầu mình chùi cái đi còn tí nữa, tại vì nó khi mình bỏ treo giờ nó sẽ dày ở giữa và nó sẽ chảy xuống hai bên, thì mình sẽ lấy cái treo ra bớt và mình cho hơi đèn. Đó. Ok. Rồi. Mình sẽ cho hơi đèn và mình add thêm mấy cái gold line sau. Tối nay cái phone này nó không có cho em úp úp.
Zoom lại. Dạ thank you chị Thi nè. Rồi tới cái này nè, mình sẽ bắt đầu mình đi tiếp qua ngón tay bên này. Này là mình muốn đi từ trên đây xuống ở bên này qua không chị Kim? Giống như bên kia không? Mình sẽ pick up vậy luôn nè. Mình thả xuống này nha. Tới đây mình thấy thấy nó hết bớt rồi đó, mình lấy thêm. Lấy thêm. Rồi em sẽ đi ngược lại bên này để em đi vào để cho nó thả ra. Xuống đây thì mình cho nó nhỏ lại một cái. Rồi xong cái phần dư bên hông này nè, mình vuốt ra. Mình để ngón tay mình vào này nè, ịnh ra. Lấy ra. Nó ra sẵn mấy cái vân cho mình rồi. Chùi không có cho nó dính sơn ra trong cái da người ta. Để gần lại cho mấy chị coi nè. Sao nó không có focus được vậy ta? Mấy chị thấy nó ra những cái vân không? Trên này á mình bị thiếu cái màu trắng với cái màu đen trên này, thì mình có thể mình chấm thêm cái màu đen dưới đây nè, chỗ này mình đi lên. Nhìn cho nó đừng có giống như là nó bị missing á. Rồi rất là đơn giản. Sau đó thì em sẽ cho hơ đèn cái. Được chưa? Chưa à, mình chưa đi mấy cái go line lên. Dạ chị Hana, chị bỏ số điện thoại vào đi chị. À, tụi em sẽ gọi chị sáng mai. Rất là dễ. Cái này là em cũng thấy là nhiều người Nga họ làm cách này nhiều hơn. Ở nãy ngón pinky mình chưa làm cái gì đúng không? Pinky chưa. So, Just stone. Cái này mình sẽ đi thêm một cái phần này nữa là trên ngón cái. Rồi mỗi lần mà em làm em kéo ra nguyên cái đường dài gì nè. Tùy theo mình làm bao nhiêu ngón thì mình đi ra nhiều. Rồi mình sẽ đi cái go line lên nữa thì nhìn nó sẽ nổi hơn nhiều ha. Ngón này cho em đi bên hông, trên này đi xuống rồi, xuống bên hông one side. Thiệt luôn á là tội nghiệp mấy người mẫu lắm. Là mà đẹp là cũng không không khen được, mà làm mà xấu nó cũng không có chê được. Im lặng là bình yên. Im lặng là bình yên, tại vì càng nói nó càng xấu đó mấy anh chị. Rồi mấy anh chị thấy em cứ pick up tiếp tục để mà mình đi xuống ha. Thì khi đi vậy nè, cái cọ của mình đứng lên để cho cái treo nó rớt xuống. Khi mình đẩy ra thì nó dồn vô. Cái này nó bị distract. Cái này nó sẽ dồn vào. Mọi người thấy nó dồn vào cái treo trên cây cọ không? Rồi khi mình bỏ vào vậy nè, để cho nó đứng xuống. Rồi bắt đầu đứng cọ lên, cho nó nằm xuống một bên hông thôi. Ở đây cũng vậy, cho nó đi nằm xuống một bên hông duy nhất thôi. Dạ yeah. Nhìn nó ra nó marble rất là đẹp nè. Ngón này là đẹp nhất trong tất cả các ngón nãy giờ luôn. Nó ra từng sợi trong này. Có thể là sẽ chụp hình để nó ra cái hình nó nét hơn cho mấy anh chị dễ nhìn. Rồi trong này mình có là mình nếu mà mình thấy như cái góc này nó chưa đủ á, chưa có đủ treo đúng không, mình muốn cho nó đều thì mình có thể mình chấm cái màu vô cho nó tròn bên trong cái góc luôn. Còn không thì mình có thể mình đi bằng cái go line vào bên trong này cũng được, mà đi nguyên đường go line thì em sợ không có đẹp lắm, cho nên mình chấm cho nó đều. Rồi sẽ cho hơi đẹp đó. Vậy là xong cái hộp này của mình rồi nè.
chùi. Hồi nãy ông có nói rồi là làm mẫu này nó chỉ có một cái tội là hao khăn giấy thôi, tại vì chùi liên tục. Rồi và mình bắt đầu mình chuẩn bị thêm cái, ở đây á là em có cái set titanium gel thì nó có nhiều màu trong đó, thì mình sẽ lấy ra cái màu vàng. Cái vàng này là vàng tươi luôn. So mình có 3 màu ở đây nè: vàng, light rose và rose gold. Thì em sẽ chọn cái màu vàng cho nó dễ đi với cái này. Lấy cái cây nhíp, cây cọ gì đó để mix nó lên. Tại nó đậm đặc lắm, nó nằm bên dưới á. Rất là đậm đặc thì nó mới vẽ ra đẹp, nên là vừa sơn vừa vẽ luôn. Kim cũng chưa khó này luôn. Nhiều thứ ta, hay là nail job nhiều thứ quá, em không nhớ là đã có cái gì. Nhiều khi em có gì em còn chưa nhớ luôn á. Rồi em sẽ dùng cái cọ để mà đi những cái đường ấy vào ha. Cái màu đây là sơn bình thường, sơn treo chị, không phải sơn thường, sơn treo. Rồi mình sẽ đi những cái đường gô xung quanh cái này ha. Này nó là người nào mà càng rung thì vẽ càng đẹp, tại vì không có muốn nó sắc nét đó. Đi cho nó hơi rung rung vậy nè. Mình đi thành cái đường outline gold xung quanh cái này, chèn thêm một hai cái gold bên dưới đây nữa. Ta thấy mình chơi này mấy màu, 12 màu. Chị đọc được hả? Có mấy cái đọc được mấy cái câu. Giống như em á, khách nào mà vô mà nói chuyện dễ thương đó thì còn ok ngồi nói chuyện, còn khách nào vô mà cà chớn quá đó, sorry miss, I don't understand English, no English. Ừ, mình đi thêm mấy cái gold line vào cho nó nổi lên. Cái pigment của thằng này nó solid lắm, cho nên là nó nằm trong hũ mấy anh chị, chứ nó không có nằm trong chai. À, có nhiều chị nói em á là sao không làm trong chai, tại vì cái nào cũng vậy, nếu mà mình muốn cho nó sáng, nó đậm đặc á, thì trong chai mấy mấy chị sẽ không có sơn ra được, nó đặc quá. Cho nên là mình nằm trong hũ thì mình thấy được rõ luôn là cái pigment của mình nó sáng hơn nhiều. Bao nhiêu set, bao nhiêu tiền? 150 include cái cọ, 150 đồng một set. Hay là mình order? Dạ chị nhắn tin số điện thoại chị vào nail shop đi, mai tụi em gọi cho. Đó mình đi cái outline, giờ cái thấy cái móng nó nổi lên liền quá không. Dạ đúng rồi, hôm nay em làm trễ, hai chị em stock 7 giờ rồi. Ngồi để mà tìm idea không mà tới 10 giờ mới xong đó, tại vì ngồi vừa nói chuyện vừa coi mẫu á mấy anh chị. Khi mà hai người ngồi, hai người mà mê nail ngồi nói chuyện xong, em nói ngồi nói hồi về nhà chồng đuổi mà cho vô nhà luôn. Chơi
Your mama told her to match the color here and get it. Oh, dạ. Có một cái nữa là khi mà mình chọn cái tông màu á để mà làm marble mà đi chọn cái tông màu cho nó nổi cái black hole lên á, thì em sẽ cho mấy anh chị coi ngón tay mình nên mask cái màu bên trong, cái black hole bên trong, mask với cái màu bên ngoài của mình đi á mấy anh chị. Là em đi bên trong một cái đường chỗ này nữa cho nó đủ. Cái titanium gel, cái set của nó là 150, như nó có bán lẻ nữa mười mấy đồng á, em không nhớ luôn, có lỗi thiệt á, mỗi lần mà khách hỏi giá làm sao không nhớ, tại nhiều sản phẩm quá đó, em báo giá lộn cái mắc công mấy anh chị nói ôi tại sao Ngân nói giá vậy mà nó không vậy, thì cũng ngại lắm, cũng tội em bị la. Cho nên là anh chị thích cái gì thì cứ bỏ số cái tên xuống đi, rồi em gửi cho coi cái link, hoặc là bỏ số điện thoại thì nhân viên bên Nail Job họ gọi mình đó. Đây nè, ô cái màu này nó nổi dễ thương quá nè, the best one. Always sell the best for last. Cái cuối cùng là the best one. Nãy giờ mấy cái đầu làm hai chị em làm xong mình thấy gớm luôn á. Cái này thì you put more effort. That's nice. Rồi mấy anh chị thấy dễ thương không nè, dạ chị, chẳng những con còn nhỏ mà còn có đứa nữa sắp coming nữa chứ. Nhưng mà không sao, tại vì làm có cử động này kia cho nên là vui. Em mà cho nằm một chỗ mà để dự hưởng không á là em còn bệnh nữa, em sanh bệnh. Dạ chị Nhi, tụi em đang đang ship hết black hole gel ra cho khách hàng mà pre-order. Thì nếu mà tối nay chị order thì chắc có thể khoảng thứ ba là mình ship ra rồi. Và số lượng còn cũng là có hạn nữa, cho nên nếu mà ai thích thì cứ order nha, thôi nó hết nữa. That's a nail job problem. Nhưng mà that's a good problem mấy anh chị, đó là hàng always bị hết. Mấy anh chị order xong là mua về hàng mới là cứ có liền có liền có liền. Rồi, oh my god, hai cái này đi chung nhau nè, mấy anh chị thấy nãy em nói không? Đó là cái lỗ bên trong, thí dụ như black hole gel nó có 6 màu thì mình chọn cái tông màu bên trong và bên ngoài cho nó gần với nhau á. Dạ chị Nhi, vậy là chắc của chị đã ship ra rồi, chị check email á chị, khi mà tụi em ship ra là nó sẽ báo trong email của chị liền. Nó có cái tracking để cho mình follow cái order của mình luôn. Đó, bây giờ để gần lại cho nó focus nè, mấy anh chị thấy nó tự ra cái đường vân đen, vân trắng. Mình add vào cái vân vàng thì nhìn nó nổi lên thấy không? Và cái black hole gel của mình thì chính giữa nè, mình lắc cái nó nổi ra. Đó. Đó. Còn bình thường thì nó nằm về nó cũng có cái viền đen xung quanh. Sau rút kinh nghiệm là mình đừng có đi sát vào cái đường bên trong quá, tại mình chừa cái room cho cái lỗ này nó nở ra. Dạ không có chi chị Susan, không có vất vả. Em thì không có thấy vất vả, tại mình cũng thích làm á, yêu nghề thích làm. Cho nên không có mệt. Rồi, bắt đầu bây giờ ngón này thì người đẹp muốn gắn hột xoàn, và hột xoàn ở đây thì em có cái mâm hột xoàn đủ màu để mà mình gắn trên này, thì mình sẽ đi thẳng từ trên xuống dưới. Ngón này tương đối là nhỏ cho nên là sẽ gắn dễ. Mình sẽ chóp một đường từ trên khi đi cổ, chóp thẳng xuống luôn đi. Này là em xài glue gel để mà quét lên ha.
quét glue gel lên trước khi mà mình gắn hột xoàn. Hộp chính giữa lúc nào cũng phải gắn bự, tại vì Kim say she like big stuff. Không biết Kevin có cho này không nữa. Chắc xỉn ngủ rồi. Ok, để coi. Cái này nó có cái lỗ lớn, nó có cái hộp lớn, hộp nhỏ. Thì khi mà mình pick cái hộp nhỏ, nhiều khi nó úp mặt lên hoài, mấy anh chị nó úp cái mặt nó xuống chứ. Lật nó lên không cũng cực nữa. Anh chị thấy không? Có ship qua Canada không? Dạ có, tụi em có ship qua Canada. Khách Canada thì em recommend mấy anh chị gọi vào trong nail shop giúp em nha. Thì nhân viên của tụi em hỗ trợ thì nó tốt hơn cho mấy anh chị. Số điện thoại của nail shop là 1-888-887-8807. Rồi thêm một cái hộp nhỏ cuối cùng nữa là xong. Và cái ngón danh thì mình sẽ đi xung quanh cái cuticle. Thấy cái hộp xoàn trên tay bự quá cho nên ngón này em không dám gắn hộp xoàn nhiều. Làm tay thứ hai xong nhìn lại tay số 1 xấu xấu quá. nó giống như là làm một hồi nó có máu hay sao? Cái này là it's more like detail. Tại khi làm tay số 1 là chưa có warm up không? So qua tay số 2 là có máu vô. Kinh nghiệm. Lên máu. Tại tay số 1 xấu quá, tay số 2 lên máu luôn. Oh no, not yet. Ok, sau khi gắn hộp xong thì mình sẽ đi top coat luôn ha. Mình sẽ đi cái crystal top coat nè. Tại vì gắn hộp xong rồi, mấy anh chị đi top coat xung quanh luôn vậy nè. Thì nó sẽ giúp cho cái hộp của mình nó dính chắc hơn. Cái này là hai lỗ nè mấy anh chị, là khi lắc qua lắc lại thì cái đường nó cũng nhảy nè. Cái này tí xíu nữa hy vọng là em quay cái video đó thì nhìn nó rõ hơn. Em không biết tại sao mà khi mà mình livestream thì cái ánh sáng rồi cái mẫu của mình nhìn nó ra không có đẹp bằng khi mình quay video nha. Mặc dù là mình cũng không có filter, em ít khi nào xài filter hay là app đó. Chỉ có chụp hình mình á, chụp hình người á thì mới filter thôi. Tại vì không filter bỏ lên nó công tối. Còn chụp hình nail thì em thích nó giữ nó nguyên vẹn hơn. Nó phải ra cái bản gốc để khi khách lựa màu thì mình còn nhớ nó là màu gì. Và cái ngón này thích ngón này nhất luôn á. Cái ngón này cái marble nó blend ra đẹp quá trời đẹp. Rồi, ok, we here. Ôi, ở bên Việt Nam, phải nói là cái website bên Việt Nam nail shop là một năm rồi chưa xong nữa. Bây giờ em không dám hứa với khách bên Việt Nam luôn. Thấy mấy anh chị ủng hộ quá trời luôn. Mà kêu ship bên Việt Nam lại không có ngại. Giờ không dám hứa. Khi nào có thì em sẽ thông báo thôi. Chứ giờ không dám hứa với khách Việt Nam nữa.
Bộ này em lấy khách bao nhiêu hả chị? Trời ơi, giờ ngồi tính ra mới mệt rồi nha. Em lấy một ly Starbucks. Lấy ly Starbucks thôi đó. Lấy rẻ không? À, nói chứ tùy. Nếu mà mình làm marble mà hai ngón á, thì mình có thể lấy khách khoảng 10 đồng. Tại vì tùy theo cái mẫu design của mình đó chị. Black hole thì mình cũng lấy từ 8 tới 10 đồng. Add lại together thôi. Black hole and marble thì 5, cũng 5 đồng 5 món cũng được. Yeah. Black hole and marble together thì mình lấy 5 đồng. Nói chung làm cái nào mà có combo thì mình rẻ xuống một chút. Còn làm riêng lẻ đó thì mình tính cao hơn tí. Rồi, à, sau đó sức dầu. Dầu gió xanh nha. Sau khi mà làm xong là em hay sức dầu gió cho khách lắm, tại vì ngồi làm lâu quá. Làm xong là phải sức dầu gió. Rồi em sẽ cho mấy anh chị coi ở nhiều cái góc cạnh khác nhau. Cái đèn á, cái ánh sáng á, nó ảnh hưởng cái bộ móng mình nhiều lắm. Nhất là khi chụp hình. Có nhiều chị hỏi em chứ Ngân ơi em chụp hình xài app gì mà nhìn đẹp. Thì em mới nói là em không có xài app để chụp hình nail, nhưng mà cái ánh sáng nó ảnh hưởng nhiều lắm. Cho nên là mình phải có đủ ánh sáng khi mà mình chụp hình, and cái background của mình á nó càng đơn giản càng tốt, đừng có để nó bị distract nhiều thứ quá. À, thì nó sẽ làm cho cái nó làm cho rối con mắt người ta sẽ không có nhìn vào trong cái móng được nữa. Ví dụ như em nãy em đứng lựa nước sơn cũng vậy, lên kệ mà cái hộp nào mà đơn giản á, thì mình nhìn cái màu nó dễ, còn nếu mà cái hộp mà nó design nhiều màu quá, cái mình nhìn vô mình kiếm màu nữa cái nó rối mắt rồi, thì chụp hình nó cũng y chang vậy đó. Cái bộ này mà em làm cái hình nền mà có lá đồ này kia nữa là mấy anh chị nhìn không ra luôn, nhìn nó sẽ rất là khó. Cho nên là mấy anh chị cũng thấy là cái background mình chọn đơn giản, thường người ta chụp hình hay lấy cái background trắng, cái lông lá màu trắng vậy nè, cũng là cái lý do nó đơn giản, khách họ dễ nhìn, có nhìn nó clean hơn nữa. Rồi bây giờ em cho coi ha. Giờ mình sẽ lắc 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 lông ta nói người miền Tây là nói chuyện vậy đó, muốn phang sao phang. Không có làm ảnh hưởng tới ai nhưng mà muốn phang sao phang. Ok đó, mấy anh chị thấy là khi cái đèn nó tối thì nó ra cho mình cái màu nó đậm hơn, thấy không? Rồi khi mà mình có đèn sáng lên đầy đủ á, thì cái móng của mình nó cũng sẽ sáng hơn. Nhưng mà tùy theo cái chụp hình của mình. Nè em xài cái ring light này nè, đó cái ring light nhỏ trên bàn. Mấy anh chị có thể mua để xài, cái này mua trên hình như Amazon á, mà loại ring light này là tới 60 đồng một cái thì phải. Mà loại mười mấy 20 đồng xài không có được, nó rẻ quá mình xài không có được, nó không có sáng. À, chị Jenny này chị gọi 1-888-887-8807 nha chị. Giá 79 đồng cho 6 màu. Và cái pigment của mình nó là hai pigment cho nên đậm đặc lắm. Cái gel của mình nó đặc chứ nó không có lỏng. Và 6 màu thì không bị trùng. Đó. Ừ, cái màu của mình khi mà lắc ra nó sáng lắm. Rồi ai thích bộ này thả tim cho em chứ. Đây là cái cách làm marble của mình. Cái này là dancing hole, hai lỗ nhảy. Hai lỗ nó cứ nhảy vậy nè. Khi mà lắc qua lắc lại thì nó sẽ có cái đường nó nhảy qua nhảy lại. Gel gold hả chị, nó có 10 12 màu. Để em gửi cái link qua cái chị coi được cái set màu của nó hả? 12 màu thông dụng xài nhiều á. Thank you chị Trisha. Trời, ít khi nào thấy Ngân làm mẫu này đúng không? Cái này là có kim vào là bứt gân luôn. Ngồi suy nghĩ ra cái mẫu không 2 tiếng rưỡi lần đó. Rồi.
Thank you mấy anh chị đã dành thời gian theo dõi và giúp em share video này nhé, để cho ai mà chưa biết cái cách làm mấy cái marble kiểu này nè thì có thể làm tương đối rất là nhanh và dễ nữa. Dạ, tí nữa em gửi cái link cho. Hello Vicky, em vô trễ hả? Hello and bye. Có Kim ở đây đến nè. Đang làm tay cho Kim nè, hai chị em tối nay chơi. Rồi, thank you mọi người and good night. Để cho hai tụi em về với ông thân, hồi về nó chồng đuổi đồ, đuổi đầu ra khỏi nhà là không biết ai chứa luôn á. Chị Trisha đang không có ở đây thì không có chứa được em với chị Kim đâu. Và chào tạm biệt, em sẽ gửi link cho mấy anh chị nào mà có câu hỏi về sản phẩm ha.